chiều ngày 26 tháng 12, Quỹ ban nhân dân huyện Phú tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện Phú chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024, gồm các hoạt động như hội diễn nghệ thuật quần chúng gia thời trang mùa xuân, chương trình văn nghệ múa lân sư rồng phục vụ đêm giao thừa, các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức viếng nhà bia ghi dân lịch sĩ quyện và nghĩa trang lịch sĩ thị xã Tân Châu, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, hộ con cảnh đặc biệt khó khăn, hợp mặt dân tộc, tôn giáo và nhân sĩ trí thức. Đặc biệt, điểm mới của hoạt động mừng đảng mừng xuân Giáp Thình năm 2024 là phát động phong trào toàn dân treo lồng đèn trước cửa nhà, tổ chức trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân ở các xã trấn. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Quỹ ban dân quyền ở Phú đề nghị các ngành chuyên môn và xã trấn thực hiện chỉnh trang đô thị, trang trí đèn nghệ thuật trên các tuyến đường, phố đi bộ, đảm bảo xanh sạch xa đẹp, để chào đón năm mới. Bên cạnh phải đảm bảo chế độ chính sách cho người có công và bảo trợ xã hội đúng đủ kịp thời trước ngày 23 tháng Chạp. Ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Á Phú yêu cầu tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, vận động tiểu thương, doanh nghiệp, cung ứng hàng hóa đảm bảo phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Tuyên truyền vận động người dân, nhất học sinh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn xã hội cháy nổ và không sử dụng pháo nổ tất cả các động phục vụ nhân dân đơn Tết nguyên đáng giáp thình năm 2024 được chú đáo phấn khởi lành mạnh an toàn tiết kiệm